Đây này mọi người, nó mang ngọt. Đây nhiều lắm. Đây, tô chưa mọi người ơi, mang. Đây, toàn là mang ngọt nha. Đây, mọi người ơi, nhiều lắm. Đây, toàn là mang ngọt nha, mang to. Ôi dồi, cái chân thế. Đây, đây mọi người ơi, nhiều lắm. Đây, đây, đây. Đây, có kể từ nó lè cầu rồi. Đây mọi người ơi, nhiều lắm. Đây, đây là mang ngọt nhà mình trồng nha. Đây, vừa rồi mình không quay được, vừa hái vừa quay. Ôi nhiều lắm. Đây, vừa rồi mới ra nha. Đây, mới bắt đầu ra. Này, đó là mang ngọt đấy, ăn rất là ngon đấy. Đây là nhà mình trồng tô chưa mọi người, ăn cũng không ăn hết được, đi bán cũng chẳng có chỗ để đi bán, nhiều lắm. Ôi mọi người, ôi tắt hết mồ hôi rồi, vừa mới hái măng. Đây mọi người ơi, nhiều lắm. Nếu mà những cái mà có chỗ bán thì có đường vài trăm nghìn đấy, nhưng mà ở trên này chả có chỗ bán. Đây, để măng. Đây, đây nhá. Ở dưới nó to lắm, bây giờ mới mấy một lên. Ôi, nhiều lắm mọi người ơi. Cái này măng, măng ngọt nhà mình tự trồng. Đây, ôi nhiều lắm. Đây, cây của nó to thế này. Đây. Đây là mang, mang ngọt nhà mình trồng nhá. Đây, to lắm. Đây, hôm nay mình cũng hái được nhiều rồi đấy. Ôi, đây. Đây, bởi vì mình cũng chẳng có chỗ để đi bán. Con này hết được xong chỉ có lấy một tí thôi, mà nó không để đâu được. Đây, có cây thì nó lê cao. Tốt này.